Xin chào tất cả mọi người, mình là đầu bếp nha. Hôm nay là mình là Kevin nha. Xin đến giới thiệu với mọi người là các chị em phụ nữ là món là được chế biến từ thịt gà. Thì như mọi người biết đó, là cái món gà là có rất nhiều cách chế biến rất là ngon, nhưng mà phụ nữ gia đình chúng ta thường thì chế biến theo kiểu mà chiên, xào, hấp hay là rán vân vân. Thì hôm nay nhanh xin gợi ý đến tất cả mọi người là món gà cuộn nhãn lồng. Thì món ăn này thì nó cũng hơi lạ miệng một chút. Thì nhanh cũng chia sẻ cho mọi người là có hai loại sốt. Thì thứ nhất là sốt mật ong, mù tạt, và sốt thứ hai là sốt tương đi, hay còn gọi là sốt mochin sốt. Thì hôm nay là lần thứ hai nhanh đến với cái for free food của anh Tránh Chặn. Thì nhanh cũng chia sẻ với công thức đơn giản thôi, là nhanh chia sẻ với chị em, các chị em phụ nữ. Thì có gì đó, mọi người có ý kiến gì thì xin góp ý nhanh, nên sẽ trả lời sau. Thì để thực hiện cái món mà gà cuộn nhãn lồng á, thì nguyên liệu chúng ta gồm có là 300g thịt gà đùi đã phi lê rồi nha. Ngoài ra là còn có là 50g tôm thì nhanh đã xay sẵn trong này rồi. Cái thịt gà này là từ cái đùi gà rút tươi như phi lê ra. Thì các gia vị đi kèm là có hành tím, tỏi, và nguyên liệu không thể thiếu chính là trái nhãn. Cái này nhãn nhưng nó có thịt ra rồi, trái nguyên trước. Thì ngoài ra còn có là muối, đường, bột ngọt, vân vân. Thì đầu tiên chúng ta các rau củ ăn kèm á, thì có đậu, que và cà rốt. Thì món này nhân cũng đã phi lê gà trước. Thì để chọn cái nguyên liệu hỗn hợp trên này thì chúng ta với 300g thịt gà và 50g tôm, chúng ta bỏ vào máy cơ sinh tố, chúng ta xay đều. Thì gồm có là 1/4 muỗng bột ngọt. Cái đó là muối, cái đó là muối. Dạ, muối. Cái đó là muối, cái hũ dạ, nhỏ đó là muối cho bột ngọt. Ở đây là món xào bột ngọt. Không, nó muối á, nó muối nhiều lắm rồi. Còn nó dùng ăn nha. Dạ, được rồi. Đây, ở bếp anh không xào được ngọt. Rồi, chúng ta cho 1/2 muỗng bột gà. Rồi, 1/2 muỗng bột gà. Nhưng mà nãy cái gà đó với lại thịt đó là thịt gì? Thịt à, từ thịt gà luôn. Từ thịt gà trong cái gà thì em lóc ra em xay. Xay với lại gì nữa? Xay dạ. Nhuyễn. Chỉ xay nhuyễn với tôm thôi. Dạ ok, thịt gà với tôm xay nhuyễn thành cái chả đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi ok. 1/4 muỗng tỏi và 1/4 hành tím băm. Rồi 1/4 muỗng tỏi và 1/4 hành tím băm. Ok. Rồi chúng ta có là không phải thiếu là cái thịt nhãn. Nhãn là nhân lấy ra từ những cái trái nhãn này là khoảng cả 80g thịt. 80g thịt à, dạ. Có lấy nước không? Có lấy nước luôn, đặc biệt cái nước nó rất là thơm. Dè yeah, lấy nước nhãn à, cái này cái bí quyết tại này mình nên nướng cái nhãn lên trước á, để mình lấy cái thịt thì cái món ăn của mình nó sẽ thơm hơn. Dè yeah. Rồi dầu hào mình có cho một muỗng đầy dầu hào nha. À, có một bạn hỏi là tỷ lệ gà với thịt tôm như thế nào vậy nhanh? Dạ là gà là hai miếng gà là 300g thịt đã phi lê rồi. Là cái này, cái thịt của cái miếng gà này từ cái thịt này của nhanh lọc là bao nhiêu gram thịt gà, bao nhiêu gram tôm? Là 300g. 300g thịt gà với là 300g 50g tôm thôi. À 300g thịt gà với là 50g tôm xay nhuyễn cái hành chả nha. Dạ. Một hồi nãy đang tới mấy muỗng dầu hào? Một muỗng dầu hào. Một muỗng dầu hào thôi. Ok. 1/4 muỗng muối mà một nửa muỗng bột gà với lại một muỗng dầu hào. Dạ đúng. Với lại gì nữa? Tiêu đúng không? Tiêu. Ok, cho tiêu vừa ăn thôi. À, ok, tiêu ra khẩu vị. Em cảm ơn chị Thuận nhiều. I love you bạc bạc. À, chúng ta chọn đều cái này lên. Sở dĩ không bỏ đường ở đây á, là do cái nhãn này nó rất là ngọt. À, không bỏ đường. Dạ. Nước nhãn nữa đúng không? Dạ đúng rồi. 80g thịt nhãn đúng không? 80g thịt nhãn. 80g thịt nhãn. Wow. À, cái món này thì chút nữa mình ăn kèm với sốt, cho nên mình ướp cái vị này nó cũng tương đối vừa phải thôi.
Ngoài ra trên cái phi lê gà này thì chúng ta ướp cho một tí muối. Rồi, một chiếc xíu muối là thịt gà đúng không? Hơn 100 người coi. Tí muối mà thêm một chút coi tiêu. Rồi á nhanh đây. Một chiếc xíu muối, một chiếc xíu muối. Thịt thịt đó thịt thịt đùi hay thịt ức vậy nhanh ơi, có dạ, bạn thịt đùi ạ. Thịt đùi, phi lê đùi. Phi lê đùi. Nhưng mà có mai mốt chỉ người ta lấy cái phi lê đùi được không? Dạ được. Rồi, mai mốt nhanh sẽ chỉ cả nhà mình lấy cái phi lê đùi hai cho số sau. À, mình sử dụng ức cũng được, nhưng mà theo nhanh nghĩ á, thì cái ức nó sẽ khô hơn cái đùi. Cái thịt nó không có ngon bằng cái đùi. Rồi. Mình chỉ cho chút xíu muối với tiêu lên trên mặt vậy để cho nó thơm thấm đúng không? Cho nó thấm như vậy. Rồi mình làm gì nữa nè? Bên đây nhanh đang làm gì? Thì nhanh sẽ phụ với một ít rau củ. Đang nóng nha. Ok, cẩn thận. Phụ với một ít rau củ. Này này có thiệt là có đậu que và cà rốt thôi. Đậu que và cà rốt. Thì sau đây mình cho cái hỗn hợp này lên. À, cho cái thịt gà hồi nãy vô ngược lại với lại tôm vô ngược lại. Với nhãn rồi nọ thơm bỏ vô lại đúng không? Dạ đúng rồi. Đây bịch cuộn. Món ăn này thường thì mình làm vào các dịp lễ như lễ Halloween rồi chẳng hạn, hay là những ngày cuối tuần của gia đình, thì món này nó rất là lạ miệng. Như mọi người biết thì cái thịt nhãn này nó rất tốt với sức khỏe. Nó trị, nói chung là nó giảm stress nè, rồi nó tốt cho mắt. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là mình đừng nên ăn nhiều quá nó sẽ bị nóng. Còn cái thịt gà là rất tốt cho những người suy nhược cơ thể. Này, làm chút nữa là mình đút cho lò mình nướng. Bây giờ chưa nướng hả? Giờ nướng chưa? Đây nướng. Nướng luôn hả? Hai miếng là nướng đúng không? Nướng hai miếng luôn. À, hay nướng trên vỉ hay nướng trên này? Nướng vỉ nhiều hơn. Nướng này đi. Nướng này đi. Ok. Dùng một cái mâm inox ha. Dùng một cái mâm inox. Ngon quá em trai Cà Mau ơi. Ồ, có người biết luôn. Ví dụ như mà cái thịt này mình có dư á, thì mình cũng có thể chế biến thành cái chả cũng được. Chả gà cũng ngon. Có bạn hỏi là hấp được không anh? Không nướng. À, hấp được nhưng xong rồi mình sẽ áp chảo. Nó vẫn ngon. Hay là làm hai phiên bản cho người ta coi đi được không? Thôi, nướng hết đi. Ok, không có thời gian đâu. Bữa sau nha Nguyên ơi. Dạ. Hẹn mọi người bữa sau nha. Yeah. Cuốn này giống như cái đòn chả vậy đó. Tại vì nay anh sẽ chia sẻ tới hai cái sốt lận cho nên sợ là lòn kịp. Ok. Rồi. À, giờ ra. Này em nhờ anh Tránh cho vô. Ok, đến làm đến làm. Rồi đây mình có hai cái cục gà vậy ha. Rồi em cho nó. Rồi cái phần còn lại này chút nó nhanh sẽ mình sẽ chiên nó. Cái này có thể ăn kèm với bánh mì cũng được. À, anh lấy bớt một cái thôi không? Cái đầu bắp đâu rồi? Dạ. Cái này dư mình để làm cái gì? Cái này... Chút nữa là mình có thể mình chiên. Chút nữa mình sẽ chiên. Thì sau đây nhanh sẽ hướng dẫn mọi người làm cái loại sốt. Sốt đầu tiên đó là cái sốt mật ong mù tạt. Để lấy cái mâm ở dưới ra nè. Với cái công thức nó đơn giản là mình chỉ cần là ba muỗng đầy mù tạt vàng này. Ba muỗng mù tạt vàng với một cái trứng gà. Một phần hai muỗng mù tạt hạt.
Thì mình có thể sử dụng muỗng này cũng được, là một muỗng. Rồi 4 muỗng mật ong. Cái sốt này ngoài ra cái công dụng nó cũng rất có nhiều cái lắm. Thì mình cũng có thể thay thế là mình ăn kèm với cái sốt cũng được. Cái sốt này ăn salad rất là ngon. Và 150g dầu sim ly. Và chúng ta bỏ vào gói sau. Nướng ở 170 độ nha cả nhà ơi. Nè, 16. 16 phút. Rồi, nó nghe nè. Camera cầm giùm anh này đi. Máy này. Cái có người hỏi là mấy trứng vào bao nhiêu muỗng gì vậy đầu bếp? Một trứng gà và là 3 muỗng mù tạt vàng và 1/2 muỗng mù tạt hạt. 16 phút rồi, đã cầm 16 phút. Và 4 muỗng mật ong. 150g dầu sim ly hoặc là dầu ly cũng được. 16 phút đúng không? Nãy giờ được 2 phút rồi, 15, 14 phút. Ok. 170 độ trong 16 phút nha. Rồi. Sốt. Sốt. Nướng hai lửa em ơi. Có bạn nói đầu bếp đẹp trai quá. Đây, anh chắc có thể thử cái sốt này. Vậy ok, xích vô đi, để đây đổ. Thử ha. Wow. Trời ơi. Chuẩn, đầu bếp trẻ quá. Đây, cái sốt này thì chúng ta có thể là sử dụng cái salad, ăn với salad cũng rất là ngon. Nó là một trong những sốt nó dễ làm, có thể là chị em phụ nữ làm chỉ cần mất khoảng 2 đến 5 phút có thể làm ở nhà. Thì nay nhanh xin giới thiệu đến cái sốt thứ hai cũng đơn giản lắm. Cái sốt này ngoài ra nó cũng có công dụng là ăn với cái gà này cũng ngon, mà ăn thịt nướng cũng ngon. Có bạn Nguyên Ân nó hỏi 1/2 muỗng gì thôi, nói lại đi nha. Hồi nãy mình bỏ sốt là bao nhiêu, cái sốt này là cái gì? Cái sốt nhanh xin nhắc lại nha, là cái sốt mù tạt mật ong. Là nó có là 1/2 muỗng mù tạt hạt. 1/2 muỗng mù tạt hạt là mustard seed đó. Đúng rồi. Bỏ ra cái hũ đó cho coi, không cầm. Đấy. Em cầm nhanh và từ từ đi. Em cầm nhanh quá, từ từ anh gọi cho các bạn nó coi. Tại thấy chưa? Thấy chưa? Ok, rồi tiếp theo. Rồi 4 muỗng mật ong. 4 muỗng mật ong. Mật ong. Mật ong rừng nha. Mật ong rừng rồi, cái gì nữa? 3 muỗng mù tạt vàng. 3 muỗng mù tạt vàng, đâu mù tạt vàng. Đây. Rồi ok tiếp. Và là một trứng gà. Một cái trứng gà. Và 150g dầu sim ly. Rồi 150g dầu ăn. Dạ. Sim ly mình có thể sử dụng dầu ô liu của mình cũng được. Gà này. Thì đây nhanh xin giới thiệu đến mọi người là cái sốt thứ hai là sốt tương ngọt. Tương ngọt. Hay là gọi là tương đen á. Gọi thông thường là tương đen. Hoặc xin sốt. Hoa sinh sót. Hello Na. Anh Chánh này giúp em. No. Bật nào. Yeah, ok. Đây, cái sốt. Mình cho một chút dầu ăn nha. Rồi, một chút xíu dầu ăn. Đâu? Nó cần hút bao quà cái đây. Lúc bát ở đây cầm với nhau mạt rồi. Cho một chút hạt. Rồi một chút hành tím. Rồi một chút tỏi. Cái gần đó.
Đúng rồi, dân miền Tây đó, nó khó nghe đó. Chính xác. Hello sư phụ, mù tạt này cho nhiều có nồng không? Dạ không ạ. Mù tạt mấy kiểu vị nó rất là nhẹ. Rồi đây, chi này nó thơm, tỏi và hành tím nó thơm. Rồi chúng ta cho hai muỗng chân đen. Một muỗng chân gà. Một muỗng chân gà. Rồi có người có người khen vừa đẹp trai vừa lại giỏi. Một muỗng nhiều ăn. Ôi lộn, một muỗng nhiều hào. Quýu luôn. Hai muỗng. Hai muỗng tương đen. Cào cào đi cái chảo anh đó. Cào. Một muỗng tương đen. Đấy, hai muỗng tương đen, một muỗng chân gà, một muỗng dầu hào. Nhanh phi với lại cái tỏi, cái chảo lại nổi. Rồi. Bao nhiêu muỗng nước? Một muỗng nước nha, một muỗng rưỡi nước. Một muỗng rưỡi, một muỗng rưỡi nước. Rồi ok. Rồi chúng ta cho thêm nửa muỗng mật ong. Nửa muỗng mật ong. Và một tư muỗng một tạt vàng. À dạ, nó lớn lên, có chị nói nhanh, nó lớn lên, nó nhỏ quá. Dạ. Dạ, tăng âm lượng lên liền, ngay và luôn, ngay lập tức. Khi nào cái shot này mà nó đều lên á là xong, cực kỳ đơn giản. Có mấy chén đá không lấy đựng nè, bỏ luôn đi, mùa tạt xong rồi bỏ vô trong kia hết đi. Rồi bữa sau sắm cái mic thứ luôn. Đúng rồi, lửa nhỏ xíu nha. Cảm ơn Hoa. Đây là xong hai loại shop vô rồi. Vậy là xong hai loại sốt. À, có bạn hỏi là nếu mà em thay thế mù tạt vàng bằng mù tạt xanh được không anh? Tại vì em không có thích mù tạt vàng. À, mù tạt xanh cũng được, nhưng mà mình cho với số lượng là nó phân nửa mù tạt vàng. Ừ, mù tạt vàng. Tại vì mù tạt xanh nó sẽ có vị nó nồng hơn. Nồng lắm luôn. Rồi. Này, cái món này á. Thì xong rồi đúng không nha? Xong rồi đúng không? Rồi. Món tiếp theo là cái tiếp theo là làm gì? Cái này mình có thể là ăn kèm với xôi rất là hợp, nhưng mà hôm nay nhìn không có nấu xôi kịp. Rồi xôi. Thì mình cũng có thể là sử dụng những cái nguyên liệu có luôn ở trong cái gà để là ăn kèm. Thì nhanh sử dụng là cái đậu. Rồi. Thật ra là nếu mà ngày hôm kia thì còn xôi á, xôi của chị Hường rất là ngon. Nhưng mà bữa nay là hết. Đầu bếp đẹp trai quá trời. Cảm ơn nhiều. Rồi. Cái món này là nó nhanh suy nghĩ lên là bắt nguồn từ những cái món là gà rồi nấm hay là gà cuộn rau củ. Thì mình cũng có thể là cái cách làm thì nó cũng xem nhau, nhưng mà cái vị đó thì nó khác nhau. Thì ở nhà thì mình cũng có thể là mình thay đổi những cái khẩu vị cho nó ngon và nó lạ miệng hơn. Gà còn nhiêu phút nữa? Còn lâu. Chút nữa rồi anh chị. Thì như mọi người biết thì cái nhãn của mình nó rất là thơm. Đâu? Đưa cho cái nhãn gần đây coi. Không thấy lấy nét được. Ok, tạm thời. Có người hỏi nhanh đó là ví dụ như mà bên nước ngoài chẳng hạn là không có cái trái nhãn tươi á, thì mình có sử dụng được cái nhãn lon và hộp được không? Thì nhanh cũng trả lời luôn á, là được nha. Nhưng mà nó không có thơm bằng cái nhãn tươi của mình, nhưng ăn vẫn ngon.
Yeah, ok. Vẫn cái định lượng như vậy. Không cần khen đâu, không cần khen anh Chánh đẹp trai đâu, anh đẹp trai sẵn rồi. Có bạn hỏi là chỗ em không có mù tạt hạt thiếu có ảnh hưởng nhiều đến sốt tương đen không anh? À, sốt tương đen là nãy lúc nãy nha, không có sử dụng mù tạt hạt nha. Có, à, không sử dụng mù tạt hạt, sử dụng mù tạt vàng. Ok, rồi tiếp về cái nhãn. Yeah. Mình không có trang trí nhãn lên đây hả? Có chứ. Có, ok, làm luôn đi, mình vẫn còn tới 5 phút luôn mà. Giờ nhanh sẽ trang trí một ít một ít cái nhãn lên trên cái dĩa. Đây là cái dĩa của mình. Wow. Này, mình cũng có thể là sử dụng cái sốt này, mình cũng có thể sử dụng là sốt nấm cũng được, rồi hay là sốt mayonnaise cũng được, nó món này nó ăn cũng dễ lắm. Xe lê lệ luôn, cảm ơn Hồng Phan. Cả nhà mình xe dùng xe ngay vào luôn để động viên cho đầu bếp trẻ có tinh thần để làm việc. Dao nữa. Tách hơi bị đẹp luôn. Đây. Rồi lấy miếng khăn giấy lau sạch và sạch cái dĩa là chuẩn. Chuẩn. Tắt cái bọc cái qua luôn. Ây da. Yeah, ok. Mẹ xin nhanh khi hỏi về khi câu hỏi của Nhanh về nhãn lon, nhãn hộp bên nước ngoài. Tại vì chị ấy đang ở bên Pháp, chị ấy đâu có nhãn lồng đâu. Bởi vì bữa chị nhảy lên, chị nói là không có nhãn lồng làm sao mà mấy hàng đó. Mình thấy cái trái nhãn này bằng những cái trái cây khác cũng được, như trái nho khô cũng được, hay là nước ngoài thì những cái mà trái cây lon á, thơm nè, trái vải được không? Trái vải cũng được, trái vải cũng rất là ngon. Tùy theo cái mọi người thích cái trái cây nào mình làm trái đó. Rồi, sao nữa? Thì cái nhãn của mình là nó có một vị rất là đặc biệt thơm. Mà mỗi khi ai ăn đến cái trái nhãn đó, là đều nghĩ đến Việt Nam. Chắc chắn rằng một điều cái trái đó là nó có vị rất là riêng của Việt Nam. Mấy người Cà Mau đó, nói đúng kiểu Cà Mau luôn. Wow. Em thích sầu riêng thế được không anh? Được. Sầu riêng chắc bỏ vô được không anh Nhanh? Dạ sầu riêng được. Bá đạo luôn đó. Cái đó bỏ vô là bá đạo luôn sầu riêng đó. Rồi ok. Hai dòng sốt luôn hả? Không, một thôi. Một thôi. Cho một cái chén. Cho một cái chén đẹp đẹp. Em ấy là người Cà Mau cho nên em ấy nói tiếng miền Tây rất là chuẩn. Yeah. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Nghe hát này nghe bon Cà Mau luôn đó. Đúng Cà Mau. Hát đúng Cà Mau luôn á. Việt Nam không hả, chứ đâu có Việt Nam đâu. Nếu có cơ hội thì lần sau Nhân sẽ chia sẻ đến mọi người là tất cả các món ăn liên quan đến đậu hũ. Là theo mọi người nghĩ là cái món đậu hũ á, nó là thường là để ăn chay thôi. Thì nó ăn thì vậy, chủ yếu ăn chay nó không có ngon, không có nhiều chất dinh dưỡng. Nhưng lần sau anh sẽ giới thiệu đến mọi người là món đậu hũ sốt gạch cua. Thì món này nó cũng... Wow, nói lại đậu hũ sốt gạch cua Cà Mau hả? Dạ đúng rồi, đậu hũ sốt gạch cua Cà Mau. Thì lúc nhỏ thì Nhanh thật sự là mỗi lần mình ngán ăn đậu hũ lắm. Thì đậu hũ chỉ có là chiên xong xào với những cái rau củ này kia, rồi ăn ngán, rồi từ từ Nhanh cũng nghĩ đến là cái món đậu hũ. Thì gạch cua ở dưới quê Nhanh lúc nào cũng có nuôi cua đó, nên cũng tranh thủ gạch cua mà làm được cái sốt.
Nếu có cơ hội lần sau thì sẽ giới thiệu đến mọi người món đậu hũ sốt gạch cua. Trời ơi, đậu hũ sốt gạch cua, má ơi. Tắt theo cái nút play mà anh này nhấn nhấn mò nhấn 3 giây không? Nút play, nút play, nút play á. Rồi nhấn 3 giây. Rồi ok. Rồi kéo ra đây lấy cho. Cái khăn đâu? Cái khăn để kẹp này đâu? Để lấy cho nhanh, để lấy cho nhanh, phỏng á, phỏng. Không quen lò phỏng. Cái bao tay thần thánh của anh đâu? Hả? Đâu lên coi coi. Hay là do cái lò của anh hồi nãy chín chưa? Em chưa mở ra nên chưa biết. Dạ dạ, để anh coi, để anh check, để anh check. Giữ giữ. Chấm vô lúc này nó bắt luôn rồi bây giờ. Ok ha, để anh check rồi cái. Kiếm cái găng tay cho anh đi. À, mình phải nướng lên hơn rồi, đợi xí nghe. Thêm mấy phút nữa. 3 phút nữa đi. Vậy là xịt cái chảo. Dạ, đính chính là không? Làm cái món này luôn, chiên luôn. À. Đính chính xíu nha, là mình phải nướng khoảng 20 phút nha, tại cái lò của chánh 170. Đừng có quay nhanh quá. Rồi, đưa đảo cho nhanh đi. Rồi, nhanh để cái dĩa trang trí qua một bên đi. Nãy anh nói còn làm miếng chả nữa. Cái bài Cà Mau đó nó đâu bằng cái bài gì, cái gặp bài ở dưới Cà Mau có bài gì nổi tiếng đó. Giọng cổ á. Gì trước Cà Mau. Tình anh bán chiếu. Tình anh bán chiếu. Đây bây giờ bỏ cái chảo lên ha, lau một cái. Ok. Hỏi giúp em, anh có người yêu chưa vậy? Đúng rồi. Đẹp trai có gì là sai. Rồi, bây giờ em đó bỏ miếng dầu vô để chiên cái chả. Hồi nãy còn chả nữa nhớ không? Lấy một cái dĩa trắng khác ra đây. Để nhanh trang trí một cái dĩa đó thành dĩa chả. Đúng rồi, chính xác. Để cái dĩa cho xin cái muỗng. Rồi, đúng rồi, nhìn có bạn trai rồi. Đúng rồi đó Phát. Anh yêu em rồi đó Phát. À, lấy vô bạc bạc. Người ta đã có đôi cái chả này rồi. Thì mình cũng có thể ăn đây. Thêm kèm cà chua nhưng mà đưa cái muỗng bự đi, sao đưa muỗng nhỏ vậy? Cũng được ăn. Mới định lên câu giọng cổ mà nó quất cái nín luôn. Cái chả này mình có thể kèm ăn thêm. Ủa ăn thêm. Mình ăn thêm với gì? Bánh mì với cà chua nữa. Bánh mì hả? Lấy cái bánh mì hamburger màu xanh ra đây. Quất luôn. Đúng rồi nè, bánh mì hơi bị ngon luôn. Ủa nhưng mà mình bỏ vô vậy mình chiên có sợ bị cháy không? Coi dần nóng quá em. Dạ, không. Coi dần cháy, giảm lại. Cái bếp từ của anh nó nóng quá. Đúng rồi, nó là chuẩn men luôn đó, cho nên hả? À, trả lời rồi, nhanh có bạn trai rồi. Trời đất ơi. Người ta đã có đôi rồi, chiêu chăn đầu ấm bằng người tình chung. Để mình giác cặp chiếu bông, chờ đợi chi nữa uống công đợi chờ. Hai giọng cổ thấy chưa? Hoặc là mình cũng có thể mình bỏ lên cái bánh chén á, mình chiên nó cũng ngon. Ủa? Bỏ bánh tráng hả? Ồ, bánh tráng chiên ngon, đúng rồi. Nè, mình làm giống cái nhân chả giò cũng được. Đúng rồi. Nhưng mà mình chiên lửa nhỏ thôi nha cả nhà, mình cẩn thận coi chừng nó không chín mà nó lại cháy. Đúng rồi. Lại đi. Đúng rồi, bánh này bánh mì thừa mấy tháng nay rồi. Bỏ vô trong cái lò chưa, bánh mì đó bỏ vô lòng lò nướng lại. Đang nó đang nóng á, bỏ vô luôn đi, ké nó đi. Ké nó luôn, ừ. Ké luôn, ừ, quăng cái kia vô luôn, hai cái luôn. Cái bánh chín rồi chị Trang ơi. Giãn hoài, em đâu có giãn, ê, lấy cái đầu dít cho nó đi. Chưa đâu. Để cho nó cứng. Đúng rồi. Vỡ mộng luôn. Đúng rồi. Cho thêm dầu. Ở đang em phải đang bao nhiêu độ vậy? Số mấy nè, số mấy? Số 2. Không, số 4 đi cưng.
À, lát cho em lại phần công thức thịt tôm nha. Ôi, thôi cho luôn đi nhanh ơi. Đang chở này vàng, có bạn xin lại công thức thịt tôm kìa. Là 300g thịt, 50g tôm. Không, thịt gì? Phải nói cho gà, rõ. 300g thịt gà. Thịt gà lấy từ cái đùi gà. Rồi, với lại 50g thịt tôm. Xay nhuyễn ra thành chả. Xong rồi ướp cái gì vô, từ từ chưa? À, xong rồi mình ướp là một muỗng dầu hào. Một muỗng dầu hào, 1/4 muỗng muối. À, một muỗng nửa, một phần nửa, một nửa muỗng một nửa bột muỗng, gà. Một gà. Cái gì nữa? 80g đồng, 80g thôi. 80g thịt nhẹ nhãn và một chút xíu tiêu. Một chút xíu tiêu, dạ yeah, ok. Cả không thấy cực. Đó. Về. Nhẹ nhẹ thôi. Dạ yeah, ok. MC vô tính thôi, không có đẹp trai đâu mà. Được không? Bye bye. Mồn, mồn CP hay mạp? Anh ơi, là gì em? À, đọc hoài không hiểu. Nhỏ nhỏ là cưng, ba thôi. Cho nó chín cho nó trong thôi đấy. Vàng lên nó sẽ ngon. Rồi em về đẹp trai với Sài Gòn luôn, đúng vậy. Đó. Để ý. Dạ. Không có đụng vô đúng không? Chả, lần đầu tiên thấy chả gà. Trong chả có nhãn lòng. Đúng rồi, cho nên nó bị cháy á. Mặc dù nó không có đường, nhưng mà nó không cháy đâu. Nó vàng như vậy là nó hơi bị đẹp luôn á. Hơi bị ngon, hơi bị đẹp. Chín. Rồi, xác, lắc cái chảo xí cho nó dầu đều, cho nó ngon cái đó. Rồi, chả đã chín, gà nó cũng đã chín, mà tránh lấy gà dùm cho em nó là xong. Đúng rồi, anh sầu riêng chiên cũng ngon lắm đó nha Phong. Nhãn chiên là có bạn nói là lần đầu tiên thấy nhãn này chiên, nhưng mà sầu riêng chiên cũng rất là ngon, nhãn chiên cũng ngon. Đây mình giác cặp chiến bóng chờ đợi gì nữa không đợi chờ. Ơi ơi con sông cùng hẹp, thầy lấy của tôi sao nó cũng lại lấy nguồn chồng. Có ai biết được tấm lòng của tôi với cô gái mỹ mèo trên kênh ngã bài. Sông sâu bên lỡ bên bồi, tình anh bán chiếu trọn đời không phai. À, muỗng cà phê hay muỗng súp anh ơi? Muỗng đó là muỗng canh á. Muỗng canh. Ủa, cái bánh mì ngon vậy? Cái bánh mì cắt ra nó bá đạo luôn. Đây là cái bánh mì của bếp Fabi. Cái bánh mì bên bếp Fabi. Bánh mì là burger đúng không? Nó màu xanh chứ không phải bị móc đâu nha. Ngon không? Quá ngon luôn. Bánh mì bằng tỏi biển, bằng rong biển. À, mình sẽ áp chảo cho cái mặt cái gà nó vàng. Cá gì mà thấy gì? Cá mấy bà giọng cổ quá, hồi xưa mới hay. Rồi, để cái đó, burger áp chảo cho dân chúng thấy. Trời ơi, chắc tôi chết với cái burger này quá. Rồi, stop đi, hai miếng đó miếng thứ hai, ba miếng đó để miếng thứ hai. Cái thứ hai chứ quên lộn. Tắt đi. Rồi. Chưa quen. Thôi được rồi, làm cái thôi, thị phạm thôi, nhiệt tình quá vậy. Không, sẵn em lấy cái chảo, em áp chảo cho cái này nãy vậy. Dạ, yeah, ok.
Thôi, nói chung là món nào mà bên bếp của Papi cũng ngon hết. Dạ, ok. Coi cái bánh burger đây. À, quên, coi cái cục chả đây. À, quên, coi cái cục gà đây. Cái cục gà sau khi mà mình cuộn lại nó sẽ dính miếng nhãn ra nhanh để nó cháy chỗ. Dính về mâm kìa. Rồi, ok. Lắc luôn. Thay bằng vải được, mình thay bằng vải được, mình thay bằng cái trái vải được. Trời, nhìn nó ngon quá, nhìn giống như cục chả vậy á. Ây da. Rồi, xoát nó. Yeah, đúng rồi, đúng rồi. Đây xong rồi đúng không? Xong rồi, nóng. Nóng. Này, này, này. Ngày mai có nấu món Huế, ngày mai hát tiếng Huế cho nghe. Đêm u buồn trên bên vẫn lâu. Ngày mai hát tiếng Huế liên quan tới bài của chữ Huế. Đúng rồi. Đêm trăng buồn trên bên vẫn lâu. Câu mãi đây dòng mãi nghe thầm sầu. Bên đi bên ở ai mong chờ xa rồi. Ấy ấy nó bị bay kìa, cẩn thận nó bị tét ra, đừng chiên quá, đúng rồi. Chiên quá đó em, nó chiên lửa quá đó. Rồi lấy ra đi cưng. Về, chiên sạc. Nóng. Lấy cái đồ dính đó. Anh có thể cho em xin cái gạch gấp. Có cái gạch gấp đây. Chín rồi. Bao chín luôn. Nhìn là thấy miếng chín tới gì trong đó luôn. Biết sao? Cái mẹo á là mình nhìn cái trái nhãn á. Nó béo cái nhãn ra luôn rồi. Không phải rồi, nó suối tầm bậy không à, thay bằng sầu riêng thì ngon. Ngày mai nấu bún bò Huế đúng kiểu Huế nha, đúng chất Huế nha, 100% Huế. Ừ. Rồi, giờ mình sẽ cho một miếng sốt lên. Đẹp quá. Đẹp quá là không nào ăn, họ sẽ ăn cái khúc rìa. Xác nhận nha, mình nướng 20 đến khoảng 25 phút lận nha. Hồi nãy do giỡn chứ để thêm gần tới 10 phút lận. Rồi, nói là thời gian nướng của cái món đó nha, mình nướng 170-175-180 độ trong vòng khoảng 25 phút thì gà nó mới chín nha. Hồi nãy chánh nướng lần đầu 16 phút, lần sau chánh nướng thêm gần 9 phút tới 10 phút trong thời gian mà nhanh chiên chả thì cái món nó mới chín, xong rồi mình áp chảo lần nữa. Đây là cái món thành phẩm. Ăn thử đây, đợi xí nha. Rồi, ok. Rồi, dẹp đi. Đầu bếp quen thì phải. Đầu bếp có một đặc điểm là làm là phải dẹp liền. Đây nè, phải lấy kìa. Rất là thơm nha. Chín rồi. À, hít rồi. Mmm.
chấm với sốt. Ăn chân Phương trước. Cái đẹp quá. Chút ăn sau, chụp hình đó. Bây giờ chúng ta ăn cái miếng chả này. Miếng chả này nó có, chúng sẽ lấy một miếng sốt. Và đây nó khác khác mình không. Chúng ta ăn cái này ha, chúng ta đập vô. Được không? Đây là cái burger mà. Cái hamburger, ăn thử ha. Trời ơi, không tưởng luôn. Trời, nó tưởng là mù tạt, nó sẽ bay đi được cái mùi của nhãn, nhưng mà không, mùi nhãn cực kỳ nồng. Nó ăn vô nó lùng bùng cái mùi, cái vị ở trong miệng mình á, mà thơm mùi nhãn kinh khủng luôn. Ăn miếng nữa. Rồi nha, bếp cũng ăn mà. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Có gì mọi người cứ góp ý cho Nhanh nha, và Nhanh sẽ trả lời cho tất cả mọi người. Mà như đã hứa thì lần sau Nhanh sẽ chia sẻ món đậu hũ sốt thịt cua. À, món cũng của người con Cà Mau luôn. Dạ, xin chào mọi người. Rồi, bye bye.